Nguyễn Khôi xin kính chào tới ngồi quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo Vẹp và xin chào tới ngồi anh Hoàng Tuấn. Xin chào anh Nguyễn Khôi và xin chào tới ngồi quý vị. Thưa quý vị, trước hết thì Hoàng Tuấn xin phép được trả lời thư và xin thưa chung là quý vị gửi thư rất nhiều. Có một số quý vị gửi thư để yêu cầu chúng tôi phải trả lời chi tiết đầy đủ, xin quý vị thông cảm bởi vì chúng tôi không đủ thời giờ. Và có một số vị gửi bài thì cũng hơi buồn lòng, nó tại sao gửi bài mà không sử dụng. Thì quý vị, chúng tôi phải lựa những cái bài nào mà nó có tính thời sự. Và có một số quý vị gửi luôn cả những video clip của các đài như là đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, là đài Á Châu Tự Do. Thì những cái đó chúng tôi không có, thứ nhất là chúng tôi không có thời giờ, thứ hai là cái đó là chứ đây là chương trình đọc báo Vẹm, nên xin quý vị cũng thông cảm cho. Xin trả lời rất nhanh, có một bạn trẻ nên là chú Khôi, chú cho cháu xin làm con nuôi để cháu có thể được đọc báo Vẹm với. Vì ở Việt Nam cháu khoái đọc báo Vẹm của quê hương media lắm. Chú Tuấn, ở Việt Nam không còn kể lịch sử hai bà Trưng nữa đâu. Giờ sách giáo khoa mà không nhắc tới bà Tưng nữa là may lắm thôi. Anh có biết bà Tưng không? Một nhân vật rất là tài tiếng. Nhưng bà Tưng có nghĩa là không cần, nhắc, girl, nhắc, không cần nhắc tới bà Trưng. Cũng may là người ta chưa đưa bà Tưng vô. Rồi có một người tự xưng là người bộ đội Mỹ từ New Jersey. Ex-Navy, tức là hồi trước có đi lính hải quân đó. Chào anh Nguyên Khôi và Hoàng Tuấn, cực lực lên án hai anh bởi vì vợ chồng em sống chung hơn 20 năm nay. Em luôn luôn khuyên vợ em là lấy bằng lái xe để có thể đi chợ hoặc là đi đó đi đây. Nhưng mà tuần qua khi ngồi coi lại mấy show cũ của Đọc Báo Vẹm, vợ em vô tình nghe được hai anh nói về cái chuyện ngực lép không được lái xe. Nên vợ em nhất định tuân theo luật của Bộ Giao thông Cộng sản mặc dù đang sống tại Mỹ. Bây giờ không biết là nên thưa hai anh ra tòa án hay là gửi đơn về Việt Nam để xin làm phó thường dân gương mẫu. Mong hai anh trả lời cho. Rồi có một người nữa là số báo 361 vừa qua thấy hai anh còn bức xúc vụ tướng công an Phạm Quý Ngọ. Bộ hai anh quên rằng vào công an là ra nghĩa địa hay sao? Cho nên tướng Ngọ mình không muốn thế lực thù địch tuyên truyền chia rẽ cách trả án của ngành công an. Còn nguyên nhân cái chết theo em cũng dễ phán án thôi, không phải tự té, không phải uống thuốc tự tử, mà do là ngủ rồi quên thức dậy. Rồi. Thưa quý vị, rồi còn những thư khác thì chúng tôi có trả lời trực tiếp qua email, và có một số thư quá dài xin quý vị thông cảm cho. Xin mời Nguyên Khôi. Bộ Giao thông đề nghị khởi tố vụ sập cầu Chu Ba. Sáng nay, Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng hối thúc tổ công tác đưa ra kết luận về nguyên nhân sập cầu Chu Ba 6. Bộ này cũng khẳng định sẽ đề nghị cơ quan công an khởi tố vụ án làm gương. Để thưa quý vị, liên quan tới cái vụ sập cầu Chu Ba thì trước đó có bản tin như thế này. Trụ cầu Chu Ba được xây bằng gạch ống. Thay vì đổ bê tông cốt thép như thiết kế, trụ cầu Chu Ba 6 hiện trơ ra lõi, được xây bằng gạch ống nung. Chiều 2 tháng 3 khi qua cây cầu đứt cáp khiến 8 người chết cách đó một tuần, người dân bản Chu Ba phát hiện trụ cầu bị vỡ, trơ ra những viên gạch ống, một số người cầm hòn đá nhỏ đập vào cột thì những mảng vữa bung ra lộ cả viên gạch. Như vậy đây là một cái khám phá rất là mới, phải không ạ? Gạch ống chứ không phải được gạch thẻ. Dạ, gạch ống tức là có lỗ ở trong đó, phải không ạ? Sau cái bài báo này thì còn bài báo tiếp là người ta giải thích là lý do là tại vì hồi đó làm cái trụ cầu cũng làm bằng bê tông nhưng mà nó hơi nhỏ, cho nên là mà nhất là nó lại không có được đẹp nữa, ngoài nó xù xì, cho nên bây giờ đó mình phải lấy gạch ống ngoài để mà mình đắp ở bên ngoài, mình làm một lớp để cho nó đẹp, cho nó đẹp hơn. Vâng, lý do là vì mỹ thuật cho nên mình làm gạch ống thôi. Như vậy thì anh phải hiểu, tức là cán bộ xây dựng đất nước ta không những chuyên giỏi về kỹ thuật mà còn về mỹ thuật nữa. Tức là xây cầu mà phải cho nó đẹp. Cũng giống như đi đá banh, ăn thua thì kệ cha nó, đá cho nó đẹp thôi. Thưa quý vị, chúng tôi thấy liên quan tới cái chuyện mà xây cầu như thế này, chúng tôi hỏi anh Hoàng Tuấn là có cái câu hỏi là chúng tôi hỏi tại sao Việt Nam mình xây cầu nó hay bị sập vậy anh? Theo tôi nghĩ như thế này, tại vì khi mà nói về chuyện cầu xây mà bị sập đó, thì có một số ý kiến độc giả nó là ủa, việc tại sao Tây với Mỹ đó nó xâm lăng mình mà nó xây cầu cho cả trăm năm nó vẫn còn, mà Việt Nam mình lại mau sập như thế, thì nó là Việt Nam mình là sang hơn Tây với Mỹ. Rồi giống như anh đi xe mà vài năm cái đổi xe mới. Anh ở nhà vài năm mua nhà mới thì cầu cũng vậy, mình xây vài năm mình xây lại cái mới. Còn thằng Mỹ thì nó với thằng Tây nó không có sang như mình. Cái thứ hai nữa, thằng Mỹ với thằng Tây nó thâm. Nó thâm sao nào? Nó xây cầu mà cả trăm năm không sập là bởi vì nó có ít, nó có cái ý đồ đen tối lâu dài. Nó muốn chiếm đất nước mình, nó ở luôn. Cho nên là còn đất nước Việt Nam mình thì
nhất là trong thời kỳ đổi mới đó, càng ngày càng đổi mới, cho nên những cây cầu phải luôn luôn đổi mới. Ngày xưa nhạc sĩ Trầm Tiểu Thiên có viết là chuyện một chiếc cầu đã gãy, thì bây giờ thì chúng tôi đề nghị các nhạc sĩ trong nước phải viết bài là chuyện những chiếc cầu sẽ gãy. Nó rất phù hợp. Xin lỗi Nguyễn Khôi, là có một vài bài báo nói là sở dĩ mà là những cái cây cầu mà nó bị hư hỏng như vậy đó, đa số đó là nó nằm ở cái vùng sâu vùng xa, đúng rồi, vì lúc đó nó người ta không có đủ phương tiện. Nhưng mà tin tức mà nói như vậy là không đúng, là thông tin một chiều. Mình có thông tin nhiều chiều. Chúng tôi có bài báo trên báo Người Lao Động Online, cầu dài nhất miền Trung có nguy cơ bị sập. Sáng 6 tháng 3, ông Cù Huy Kiểm, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên, đơn vị quản lý cầu Đà Răng Mới qua đoạn thành phố Tuy Hòa Phú Yên, cho biết hiện công ty này đã phải rào chắn 1/3 mặt cầu, cấm tất cả các xe nhằm tránh nguy hiểm khi qua lại. Tại hiện trường, mặt cầu đã có những vết nứt rộng hơn 1 cm bị sụt lún nè, lan can cầu bị bung ra do mặt cầu bị dịch chuyển, mỗi khi có xe qua là cây cầu rung lên bần bật. Ông Kiểm cho hay hiện kiểm điểm kê gối đầu đã sai với thiết kế, cho nên có nguy cơ gãy dầm cầm và gây sập cầu. Hiện công ty này không đủ năng lực để đưa ra phương án sửa chữa. Chiều 16 tháng 3, đoàn công tác của Tổng cục Đường bộ và Cục Quản lý Đường bộ 3 sẽ tiến hành kiểm tra để đưa ra phương án khắc phục sự cố trên. Cầu Đà Răng Mới là cây cầu dài nhất miền Trung, với chiều dài hơn 1,5 km gồm 36 nhịp, do Ban Quản lý Dự án BMU 18 thuộc Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư xây dựng, với tổng kinh phí là 420 tỷ đồng, được đưa vào sử dụng gần 10 năm nay. Thưa quý vị, cây cầu lớn, xin lỗi quý vị, ở miền Trung mà bây giờ đó, chỉ có là số 1 đó phải không ạ? Dạ, thì ra cái cầu đúng mà tên ấy là chắc là chiếc quốc lộ số 1, chúng tôi đoán là như vậy, cầu Đà Răng mà. Trong này người ta không có nói là quốc lộ số 1, nhưng mà ở Phú Yên. Và chỗ này thì không phải là vùng sâu vùng xa đâu, không phải vùng sâu vùng xa. Thì ý kiến người dân á, có người nói rằng là cái vụ này hỏi ông Đinh La Thăng là biết ngay thôi. Ý kiến khác thì nói như thế này, là cầu của Pháp, của Mỹ nó để lại hàng trăm năm, còn ta làm cầu mới xài chưa được 10 năm, vậy là ta nhanh hơn họ hàng chục lần rồi còn gì nữa. Rồi, một ý kiến khác là theo thuyết tiến hóa thì sâu mọt ngày nay đã đi bằng hai chân, không chỉ ăn cây gỗ mà còn tiến hóa được ngay cả xi măng sắt thép. Loại sâu mọt này miễn nhiễm với thuốc diệt côn trùng, mà chỉ có sử dụng thuốc tiêm hay là đạn AK thì nó mới xóa sổ được chúng ta. Thì quý vị, đó là dân trong nước, ý kiến người dân trong nước, không phải là những người mà đang sống ở hải ngoại lưu vong mà luôn luôn có cái tư tưởng chống đối nhà nước và có những tư tưởng phản động. Không phải là mang hận thù ra đây mà hận thù gì cả. Dạ, bởi vì đi ngang cầu sập chết thì cái chuyện nó không có mang hận thù gì trong này cả. Rồi, xin mời anh. Mà sao Việt Nam sập cầu hay chết người vậy anh? Chứ bây giờ cái cầu đi ngang sông ngang suối mà nó sập cái rầm xuống rồi rớt xuống dưới sông dưới suối, mà anh hỏi tại sao mà sập cầu hay tôi nghĩ lần trước đã có câu trả lời, nhớ thôi, là tại vì nhiều khi mình đi qua cầu đó mình không có ý thức. Đúng rồi, có một số ý kiến cho rằng là những ông trong Bộ Giao thông Vận tải đó làm việc bằng cái tâm, cái đức, mà người dân thì thiếu ý thức khi tham gia giao thông và đi qua cầu. Thì chúng tôi nghĩ, chúng tôi tán đồng ý kiến đó. Người dân thiếu ý thức ở cái chỗ rằng là không ý thức được cầu của nhà nước xây đó thì không biết nó gãy lúc nào. Và thiếu ý thức ở cái chỗ nữa, có người đã khuyên là khi đi qua những cây cầu như vậy đấy thì phải ôm cái chuối, lỡ nó cứ sập xuống thì ôm cái chuối. Lần tới chúng tôi đề nghị mấy ông xây cầu đó, tại vì ông nói người dân là không ý thức, tại vì cầu đó thì chỉ có thể trọng tải, tức là có thể mà bao nhiêu người được đi trên cái chiếc cầu đó mà thôi, nó không thể vượt quá cái trọng tải đó được. Thì yêu cầu thay vì để trọng tải thiếu 10 tấn hay 50 tấn vân vân, người dân ta đâu có biết là như thế nào đâu, thì bây giờ để rõ ràng là cầu này chỉ được 50 người đi qua một lúc mà thôi, thì người ta trước khi mà người dân đi qua đó thì người ta ý thức, những người ý thức được. Xin quý vị ý thức là quý vị đến dùm, nếu mà quý vị là người thứ 51 rồi thì quý vị phải chờ cái người đầu tiên ta đi qua đã đi bước xuống. Nhưng mà phải nói rõ cái này, nếu mà dân á thì 50 người, cán bộ thì 25 người thôi. Sao vậy? Bởi vì cán bộ lúc nào cũng to béo hơn dân. Thì nó chắc ăn hơn. Báo Khánh Hòa Online lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo tổng kết lý luận thực tiễn qua 30 năm đổi mới nghề, đúng là không? Rất là đào tổ bù lớn.
Ngày 6 tháng 3, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa chủ tịch chủ trì hội nghị lấy ý kiến góp ý của các vị nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đối với dự thảo báo cáo tổng kết vấn đề lý luận thực tiễn qua 30 năm đổi mới từ năm 1986 tới năm 2016. Dự thảo báo cáo tổng kết vấn đề lý luận thực tiễn qua 30 năm đổi mới, hội nhập quốc tế, đường lối và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa gồm 4 nội dung chính. Bây giờ khoan nói chuyện nội dung chính, nội dung gì? Nói cái chuyện mà đối ngoại của Nhà nước ta liên quan tới tỉnh Khánh Hòa. Thì nếu mà chúng tôi mà là có tham dự cái hội nghị này đó thì chúng tôi phải đưa ra những cái điểm mà nổi bật nhất trong suốt 30 năm đổi mới như ví thế nào. Ví dụ là, thưa quý vị, từ năm 1986 cho tới năm 2016 về vấn đề đối ngoại là trước hết là chúng ta nghỉ chơi hết với lại mấy cái nước xã hội chủ nghĩa, cái khối xã hội chủ nghĩa ngày xưa. Liên Xô thì nó sụp. Nhà đối ngoại mà trong cái thời gian đó Đông Âu thì nó đi đong luôn. Rồi. Sau đó là Trung Quốc thì đang từ bạn biến thành kẻ thù đánh nhau. Rồi bây giờ hết thành kẻ thù á thì nó chiếm đất chiếm biển của mình. Đấy là những thành tựu mà đạt được trong cái đối ngoại. Còn bây giờ còn có mấy nước xã hội chủ nghĩa đó thì mình lại chơi hai cái anh vẫn còn sống sót đấy hả? Vẫn còn sống sót đó. Thì không, hai cái anh mà chia đôi đất nước đó, một bên xã hội chủ nghĩa và một bên là tư bản á, thì như Hàn Quốc, Hàn á thì là mình chơi với thằng Nam Hàn. Mình nghỉ chơi với Bắc Hàn coi như nghỉ chơi Bắc Hàn. Đấy. Mà nó là đồng chí của mình. Đồng chí của mình á. Còn bên kia thì mình chơi với anh Đài Loan. Nhà mình đầu tư Đài Loan, mình đổ nó kéo nó vào. Cái thành tựu thứ hai nữa đó, nổi bật nữa, không kém. Đó là đất nước mình có được ngày hôm nay đó là nhờ tiền của tư bản với đế quốc đổ vào. Nó hết viện trợ rồi nó cho mượn vốn ODA, còn mình chẳng có làm gì. Anh nói như vậy là thiếu sót nữa. Sao vậy? Cái thế lực phản động nữa. Thế lực phản động một năm nó gửi về mười mấy tỷ nữa. Không, mình nói là chuyện đối ngoại với các quốc gia khác. Những cái thành tựu rất là nổi bật như vậy. Trước hết á là anh em ta ngày xưa bây giờ nó, một là nó sụm hết rồi, hai là mình không chơi với nó nữa. Thứ ba là, và cái kế tiếp đó là tất cả những thằng mà ngày xưa mình chửi nó đó, tư bản rồi đế quốc rồi thực dân rồi vân vân ấy, là mình kéo hết nó vào. Và cái thành tựu nổi bật không kém nữa ấy, là con em của mình vấn đề đối ngoại ấy, là mình đưa nó sang hết mấy cái nước nó học, mặc dù nó là đang dễ chết. Mà mình không có đưa qua Cuba, không đưa qua Bắc Hàn, cũng không đưa qua Trung Quốc. Và rõ ràng cái thành tựu đó khác hẳn với cái thời gian trước năm 1986. Về trước thì lúc đó là cái gì cũng là Liên Xô, Trung Quốc, đàn anh đàn em vĩ đại. Nhưng rồi mà, thưa anh, nó có một cái thành tựu nổi bật nữa mà tôi nghĩ là anh không có biết. Tiếp viên Việt Nam Airlines bị nghi là tiếp tay hàng ăn cắp ở Nhật. Báo Nhật đưa tin một nữ tiếp viên hàng không của Việt Nam Airlines bị tình nghi buôn lậu hàng mỹ phẩm, quần áo từ một đường dây ăn cắp tại các siêu thị Nhật. Trong bài báo này, báo Senkei Shimbun nhắc lại sự việc một cơ phó của Việt Nam Airlines từng bị trục xuất về nước cũng vì liên quan đến đường dây vận chuyển hàng ăn cắp từ Nhật về Việt Nam hồi 2009. Tại thủ đô Hà Nội của Việt Nam, tờ báo này viết giá một số loại mỹ phẩm Nhật còn rẻ hơn giá tại Nhật Bản, nhất là tại một khu vực quanh trụ sở chính của hãng hàng không Việt Nam. Của hãng hàng không Việt Nam Airlines, nhiều sản phẩm còn nguyên nhãn giá của các cửa hàng bên Nhật. Thưa quý vị, cái này thì lúc đầu tôi tưởng đâu là báo hải ngoại người ta đưa ra rồi người ta bôi xấu. Nhưng mà trao đổi với VN Express, đại diện Việt Nam Airlines cho biết đã nắm được sơ bộ vụ việc này qua báo chí. Danh tính người bị tình nghi và chi tiết vụ việc đang được khẩn trương tìm hiểu. Quan điểm của hãng từ trước tới nay là vẫn được xử lý đúng người, đúng hành vi. Thì thưa quý vị, người ta còn biết đậm nữa nè, số người Việt bị bắt vì ăn cắp đồ siêu thị ngày càng tăng cao, chiếm tới 40% những vụ người nước ngoài ăn cắp tại đây. Riêng trong tháng 1 đầu năm nay, quận Fukuoka đã bắt 5 nhóm trộm cắp người Việt. Thưa quý vị biết là vô Việt Nam Airlines cũng phải là có thế có thần, phải có ông cháu cha. Cái này thì không phải tàn tích của Mỹ ngụy, không phải thế lực phản động, mà chính sách đối ngoại làm sao, nhờ ơn bác đảng làm sao mà cho tới giờ mình qua Nhật mình ăn cắp mà mình được nổi tiếng luôn. Thì quý vị, đó là nhờ ơn bác và đảng.